Đinh Quang Thái trân trọng kính chào quý khán giả của IBC TV. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi mục nói chuyện với nhà báo Ngô Nhân Dũng hàng tuần. Xin kính chào Ngô Nhân Dũng. Dạ, xin kính chào quý vị khán giả IBC TV. Đầu năm 2023, nói chuyện về đề tài kinh tế Trung Quốc, bao giờ thì có thể vượt qua được mặt nước Mỹ? Thưa Ngô Nhân Dũng, trong cái bài viết mới đây của ông mà chúng tôi đọc được đó, tôi thấy ông nêu lên một vấn đề như thế này. Là đối với Tập Cận Bình, tức là lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc á, năm 2022 là một năm tiền cát hậu hung, tức là thoạt đầu thì mọi việc hanh thông tốt đẹp lắm, nhưng mà cuối năm thì rõ ràng là không tốt thế nào cả. Tại sao vậy ạ? Dạ thưa, các cụ mình hay nói có cái câu là tiền hung hậu kiết hay là hậu cát, tức là trước thì giữ mà sau lành. Nhưng mà cái năm 2022 đó, ông Tập Cận Bình thì đúng là ở trong cái số là tiền cát hậu hung. Tức là đầu năm đó thì là vui vẻ, ông mới được phong nhiệm lên làm chủ tịch nước, chủ tịch đảng, và coi như là vĩnh viễn không bao giờ mất chức cả. Rồi thì là kinh tế Trung Quốc thì cũng vui vẻ, mạnh khỏe. Nước tàu thì là cấm không có cho ai đi ra qua đi lại, bịt miệng hết. Thành ra cuối cùng nó cũng chưa có bệnh Covid. Thế đến cuối năm đó thì là tình hình nó ngược lại, là bởi vì cái anh Covid nó không có bị công an bắt. Công an tàu đi bắt bắt ai bắt bắt ai thì bắt cũng được, đều trừ Covid. Covid thì nó lẻn đi mất. Thế đến cuối năm là bệnh Covid nó bùng lên, và không những thế là tất cả những cái sinh hoạt kinh tế nó ngưng động, là bởi vì người ta không thể đi làm việc được. Và chưa hết, nước Mỹ lại có những cái đòn kinh tế để bắt chẹt tàu, và cái tương lai kinh tế nước tàu thì coi bộ u ám. Thành ra phải nói là ông cụ Tập Cận Bình là tiền cát mà hậu hung. Thưa ông mới đề cập tới cái trở ngại mà khó khăn đối với Tập Cận Bình vì cái chuyện mà Zero Covid không thành, rồi sau đó là phải nới lỏng những biện pháp mà ngăn sông cấm chợ, thì người dân đã bắt đầu biểu tình để yêu cầu Tập Cận Bình từ chức, Đảng Cộng sản phải ra khỏi cái dòng sinh hoạt chính trị của Trung Quốc, vân vân. Thế thì ngoài cái bệnh dịch Covid ra đó, mà công an không bắt được mấy con Covid đó đó, thì Tập Cận Bình còn cái mối lo nào lớn nữa không? Dạ, cái mối lo về kinh tế. Thế ạ? Dạ, bởi vì rằng cái kinh tế Trung Quốc á, vì cái bệnh nó phát cho nên là nó sẽ bị ngưng động. Nhưng mà mình nói như vậy không phải là để mình vui mừng, là bởi vì rằng sự thật là nếu mà kinh tế Trung Quốc nó ngưng động đó thì cả thế giới bị ảnh hưởng. Bây giờ ở trên thế giới có 1.400 triệu người, nó bớt làm việc, nó bớt tiêu thụ, thì rồi các nước khác á, bán hàng cho ai? Cứ 1.400 người, mỗi người đó một ngày nó uống đi bớt một ly Coca-Cola thì cũng phiền lắm. Thì hãng Coca-Cola cũng mệt lắm. Hình như là nói rằng kinh tế Trung Quốc nó đang bị lụt, nó đang chậm, thì điều đó không có nghĩa là chúng ta vui mừng, mà phải lo chung cho cả thế giới. Nhưng mà ông có thể nói một cách cụ thể là cái khó khăn kinh tế của Trung Quốc là những điểm nào? Dạ thưa, cái khó khăn đầu tiên á là cái nước tàu đó nó đi sau cả thế giới, nó đã tìm cách nó chạy đuổi theo kịp. Thế nhưng mà đuổi mãi đó thì sẽ đến một lúc người ta nói là có cái hình ảnh nó gọi là đụng trần. Tức là leo lên mãi thì đụng cái trần không leo được. Tất cả các chế độ độc tài đều lâm vào cái cảnh đó. Cái hồi thế kỷ 20 đó, Stalin thay đổi nước Nga, phát triển cái kinh tế Nga, thì cái lúc đầu nó cũng thành công y như là nước tàu cái hồi ông Đặng Tiểu Bình. Cái là ông Stalin ông mới ra lệnh một cái thì là dân Nga đi làm việc, nếu không làm việc thì ông công an đến ông vỗ vai ông bỏ làm đi. Thế thì cái thời đó đó, một nước mạnh về kinh tế đó là phải sản xuất nhiều than, nhiều sắt, nhiều thép đó. Thì ông mới ra lệnh mà cái là cái số lượng than, sắt, thép của nước Nga đã tăng vọt lên. Người ta bảo hay quá, độc tài tốt quá.
Thế nhưng mà cái cuối cùng đó thì chúng ta biết rồi, thì kinh tế nước Nga đến cái thời ông Brezhnev nó ngưng luôn, nó động luôn, và cuối cùng tự nó sụp đổ, đó bởi vì nó không tiến được. Tại sao như vậy? Nó đụng trần. Cái trần ở đây đó là cái động cơ khiến người ta làm việc nó không có. Người ta làm việc là bởi vì người ta muốn chính mình, gia đình mình được hưởng. Mà trong cái chế độ cộng sản đó thì cái chuyện đó không có. Thì cuối cùng là tất cả mọi người là uể oải, không ai làm việc cả. Thế là kinh tế Nga đụng trần. Thì bây giờ đó, kinh tế Trung Quốc đó cũng sắp đến lúc đụng trần. Là bởi vì rằng kinh tế mà đi sau thì có cái lợi là cái anh đi trước nó làm cái gì mình có thể mình theo học được. Mình học, có khi mình học và mình làm hay hơn. Thí dụ như là cái nước Nhật sau chiến tranh thứ hai nó thua trận, nhưng mà nó xem cái anh Mỹ nó làm những gì thì nước Nhật nó cũng làm cái đó. Thì ra Mỹ làm xe hơi giỏi lắm, làm sớm hơn tất cả các nước trên thế giới, nhưng mà Nhật bắt chước cũng làm xe hơi. Cuối cùng xe hơi Nhật người ta lại thích hơn là xe hơi Mỹ, nghĩa là xe hơi nó tốt hơn. Thế mà nước Nhật lo sản xuất như vậy, ngoảnh đi ngoảnh lại một hồi, Mỹ nó lại đi bước khác rồi, nó tiến thêm một bước. Cuối cùng là nước Mỹ là cái nước chế ra cái gọi là computer. Nước Nhật lúc đó là thế là mình cũng phải làm computer. Và nước Nhật cũng làm computer rất giỏi, rất hay. Có cái thời 1970 đó, người ta bảo là Nhật đang làm những cái computer siêu việt thế hệ thứ 5. Trong khi đó ở nước Mỹ nó chả có nói gì đến cái thế hệ thứ 5 cả. Bởi vì ở Mỹ đó, người ta làm khi nào người ta thấy sinh ra tiền. Cuối cùng đó, ngoảnh đi ngoảnh lại cái anh Nhật anh thấy bộ ủa, thằng Mỹ nó bịa ra cái gọi là cái computer để trên bàn. Mới còn để trên bàn này mà là computer chứ không phải là cả một gian nhà nữa. Thế là anh Mỹ nó lại đi một cái bước trước. Nhật không có chịu thua, lại bắt trước, lại làm computer để bàn và computer gọi là để trên đùi gọi là laptop đó. Thì những cái computer Nhật làm đó lại hay, lại giỏi, lại tuyệt vời. Thì đến cái lúc mà nước Nhật cũng có cái telephone cầm tay, nước Mỹ cũng có telephone cầm tay, đùng một cái ở nước Mỹ nó đẻ ra cái anh Steve Jobs. Tuy nhiên anh Steve Jobs anh ấy bảo cái telephone cầm tay nó thực sự cái chuyện mà gọi telephone nó không cần, ta có thể dùng cái đó để làm đủ thứ khác. Và cuối cùng nước Mỹ nó có cái bây giờ gọi là iPhone và gọi là smartphone, tức là cái điện thoại tinh khôn. Thế bây giờ đó, nước Nhật lại bắt chước theo Mỹ. Thưa ông Việt, trả lời cái câu hỏi này. Ở ngân hàng đầu tư Goldman Sachs đưa ra một cái lời tiên đoán là 3 năm nữa thôi. Tức là năm nay là năm 2023 nhé. 2 năm nữa thôi chứ. Là 2025. Thì kinh tế Trung Quốc sẽ vượt qua mặt kinh tế của nước Mỹ. Liệu cái lời tiên đoán này của Goldman Sachs có thể tin được không? Dạ. Cái công ty Goldman Sachs thì nó đoán 2035. Một cái công ty tiên đoán khác của Nhật đó, thì trước đây họ đoán là năm 2028 thì Goldman Sachs 2025 chứ, đâu hay là 35? 25. 25 tức là 3 năm, nhưng 2 năm nữa. Nhưng mà họ đã đổi sang, hôm bây giờ họ đổi rồi, họ là 2035. Tức là họ biết là sớm quá. 3 năm nữa thì không rồi. Thành ra Goldman Sachs bây giờ nó đoán là 2035. Họ điều chỉnh lại. Thì còn cái công ty Nhật đó, thì trước kia nó đoán là 2028, thì bây giờ nó cũng đoán ra 2033. Thế nhưng mà chính cái công ty Nhật đó, trong cái tuần trước ngày đầu năm đó, nó tiên đoán là không, 2033 chưa được, chắc phải vài chục năm nữa. Và sau cùng nó bảo có thể không bao giờ Trung Quốc mà là tiến vượt được kinh tế Mỹ cả. Như vậy tức là Trung Quốc đụng cái trần. Cho tôi hỏi một câu này, bởi trên Facebook thưa quý khán giả, họ hay dùng cái chữ nói đùa, hỏi một câu hỏi ngu là như vậy. Vậy các thể chế dân chủ như tại nước Mỹ thì không bị cái tình trạng kinh tế đụng ceiling hay sao? Dạ, cái chuyện mà kinh tế đụng trần á, là bởi vì người ta có những cái ngăn cấm hạn chế. Ở bên Nga thời xưa đó, kinh tế nó đụng trần là bởi vì nó không cho chính cái người công nhân được hưởng cái thành quả công việc của mình. Còn ở bên Trung Cộng bây giờ kinh tế nó đụng trần á, nó sẽ đụng trần là bởi vì rằng
họ cấm những cái chuyên gia có sáng kiến cá nhân. Một cái chế độ mà nó ngăn cấm tự do cá nhân thì nó cũng ngăn cấm luôn cả cái sự suy nghĩ tự do. Và những cái chế độ như là Tập Cận Bình bây giờ đó, ông ấy đề cao các xí nghiệp quốc doanh mà triệt hạ các công ty tư. Những cái công ty tư mà thành công lớn như là Alibaba chẳng hạn, là Didi chẳng hạn, là ông ấy đánh cho nó phát sợ đi, phải biết tay tao. Đó là cái ông Tập Cận Bình. Thì cái người tư nhân á, nó đi có cái sáng kiến. Còn các công ty quốc doanh mà bây giờ bảo các ông kỹ sư công ty quốc doanh đi làm ra sáng kiến á, họ không có hứng thú gì cả, bởi vì họ làm cho một cái ông chủ nhà nước. Trong khi đó một cái anh Steve Jobs á, nó lập ra công ty và nó nghĩ ra một cái iPhone chẳng hạn, là nó cứ thế nó làm, nó bảo chắc chắn nó sẽ thành công. Có cả ngàn người như anh Steve Jobs, chỉ cần một người thành công, những anh kia sẽ đi làm thuê cho nó. Thưa quý vị, có một cái câu chuyện vui mà người ta hay nói trong xã hội chủ nghĩa bên Nga với lại nền kinh tế tư bản của nước Mỹ. Người ta bảo là có một cái phái đoàn kinh tế của nước Mỹ đi qua thăm Nga, đến thăm một cái nhà máy rất lớn, chế xe hơi của Nga. Thì hỏi công nhân rằng cái nhà máy này của ai? Thì cái công nhân trả lời, ôi, những cái nhà máy là của chúng tôi, hả? Là bởi chúng tôi làm chủ mà. Thế còn cái xe hơi này của ai? Cái này thì của nhà nước, là bởi vì chúng tôi làm chủ nhà máy, tôi còn sản phẩm đó, thì nhà nước họ giữ để họ phân phối. Một phái đoàn kinh tế của Nga đi qua Mỹ, hỏi thế cái nhà máy này của ai? Nhà máy xe Ford chẳng hạn, bảo cái này là của ông Ford. Thế còn xe hơi sao? Xe hơi là của chúng tôi. Đó là một cái sự trái ngược giữa một nền kinh tế độc tài cộng sản và một thể chế dân chủ tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 chương trình nói chuyện với nhà báo Ngô Nhân Dung về cái đề tài bao giờ kinh tế của Trung Quốc vượt qua nước Mỹ và liệu có triển vọng hay không. Xin mời quý khán giả theo dõi một vài thông tin thương mại.